Tất cả những gì di chuyển một lúc nào đó cũng sẽ dừng lại. Không có chuyển động nào trong sự tồn tại là vĩnh viễn. Một số thứ có thể tồn tại trong một thời gian dài, nhưng không bao giờ vĩnh viễn. Tất cả những gì di chuyển nhất định sẽ tự làm kiệt sức và trở về tĩnh lặng. Bạn không cần phải phấn đấu để trở nên tĩnh lặng. Vì vậy, thiền định về cơ bản là để hướng tới sự tĩnh lặng đó, để trở thành cốt lõi của sự tồn tại. Bạn không cần phải phấn đấu để trở nên tĩnh lặng. Bạn chỉ cần thâm nhập vào, nó sẽ là như vậy. Tĩnh lặng không phải là một cái gì đó mà bạn làm là có được, bởi vì làm là chuyển động. Nó là một cái gì đó mà bạn rơi vào, bởi vì sự tĩnh lặng đó sẽ là nguồn gốc của chuyển động. Chuyển động là bề nổi, có nhiều loại hành động, có nhiều loại màu sắc, có nhiều loại âm gian. Và tất cả những gì mà bạn gọi là cuộc sống, nó là âm gian bề mặt. Vì vậy, khi bạn có được hương vị của sự tĩnh lặng, nếu bạn muốn, bạn có thể chơi đùa với trạng thái chuyển động. Nếu không muốn, bạn có thể quay trở lại sự tĩnh lặng. Nếu bạn không biết cốt lõi của mọi thứ là gì, bạn sẽ mãi nằm trong một kiểu chuyển động cưỡng bức nào đó. Tin tôi đi, dù cuộc sống của bạn có thú vị đến thế nào, thì một lúc nào đó, bạn cũng sẽ mệt mỏi. Tôi không muốn bạn chọn cái chết vì bạn mệt mỏi. Tôi hy vọng bạn rời khỏi cuộc sống khi bạn đã chín mùi. Khi trái cây chín, nó sẽ tự rụng, không phải vì nó mệt mỏi, bởi vì cùng với sự chín mùi sẽ là vị ngọt. Chín mùi để đến sự trưởng thành, chín mùi để đến khả năng mới. Mệt mỏi và chọn gục ngã, đó không phải là cách đúng đắn để thoát khỏi cuộc sống. Vì vậy, thiền không phải là một lựa chọn. Thiền không phải là một nỗ lực diễn dông trong cuộc sống của con người. Một người đàn ông bị bệnh chỉ vì anh ta không biết làm thế nào để được tĩnh lặng. Nếu anh ta biết cách tĩnh lặng, thì ngay cả khi cơ thể đang thối rữa, anh ta cũng không bị ốm. Vì vậy, đây không phải là một lựa chọn diễn dông mà người ta thực hiện. Nếu một người nhìn vào cuộc sống và quá trình sống đủ chặt chẽ, đi sâu hơn vào nó, thì tĩnh lặng sẽ là hệ quả tự nhiên.